Ngày tốt để cắt tóc tháng 3 năm 2023 dương lịch. Thì hôm nay Quảng Tổng lại tiếp tục chia sẻ cho anh chị em những cái ngày tốt để mà chúng ta cắt tóc trong cái tháng 3 năm 2023 dương lịch này. Thì trên cơ sở vẫn là ngày âm lịch, nhưng mà Quảng Tổng đã chuyển sang ngày dương lịch để cho anh chị em chúng ta thuận tiện hơn trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì theo cái quan điểm của Phật giáo Kim Cang Thừa thì người ta quan niệm rằng cái mái tóc nó có mối liên hệ sinh khí trực tiếp giữa con người và vũ trụ. Chính vì vậy, nếu chúng ta cắt tóc trong những ngày mà không tốt, không thuận lợi thì nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái điều bất thường, những điều kém may mắn và bệnh tật ở trong cuộc sống. Nếu chúng ta cắt tóc trong những ngày tốt thì nó sẽ đem lại cho chúng ta cái sự giàu có, sự cát tường, tăng trưởng cái tài bảo và kết giao với những thiện hữu tri thức. Thì hôm nay Quảng Tổng đã tổng hợp xong những cái ngày tốt mà chúng ta nên cắt tóc trong cái tháng 3 năm 2023 dương lịch này. Thì trước tiên là Quảng Tổng chia ra là nhóm ngày cắt tóc mà đem đến cái sự cát tường, đó là ngày 1 tây, ngày 5 tây, ngày 7 tây và ngày 15 tây. Nhóm ngày cắt tóc mà đem đến cái sự bình an, tăng phước, tăng thọ, đó là ngày 18 và ngày 29. Nhóm ngày được yêu thương và được kính trọng là ngày 26 và ngày 30. Nhóm ngày cắt tóc mà giúp cho chúng ta tăng trưởng trí tuệ và kết giao được với nhiều cái thiện hữu tri thức, đó là ngày 11 và ngày 20. Nhóm ngày cắt tóc mà giúp cho chúng ta tăng trưởng tài bảo, tài lộc, giàu có và tiền bạc, đó là ngày 6 tây, ngày 14, ngày 24 và ngày 26 tây. Như vậy thì Quảng Tổng sẽ tổng kết lại các ngày tốt mà chúng ta nên cắt tóc trong cái tháng 3 dương lịch này. Đó là ngày 1 tây, ngày 5 tây, ngày 6 tây, ngày 7 tây, ngày 11, ngày 14, ngày 15, ngày 18, ngày 20, ngày 24, ngày 25, ngày 26, ngày 29 và ngày 30. Như vậy là Quảng Tổng đã chia sẻ xong những cái ngày tốt để chúng ta cắt tóc mà làm cho chúng ta gặp được những cái sự cát tường và may mắn trong cuộc sống. Nếu quý anh chị em có điều gì thắc mắc thì xin vui lòng comment, đặt câu hỏi và nhớ bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Quảng Tổng xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo.